Everybody, ở cái video này chúng mình hãy cùng khám phá về chuỗi hoạt động bên bản chung dịp lễ thiếu nhi mùng 1 tháng 6 nhé. Chuỗi hoạt động diễn ra trong vòng 7 ngày từ 28 tháng 5 đến ngày mùng 3 tháng 6, bao gồm một sự kiện nạp 30 nhân dân tệ, liếm về bộ trang phục cực kỳ là xinh xắn, thiếu nữ tuổi mới nhú bướm bướm. Đây là một bộ trang phục với tông màu vàng trẻ trung, nổi bật. Bộ đồ co giang đứng khá là yểu điệu thục nữ, không có make up, tổng thể 9 món đồ. Nói chung là đây là một bộ đồ đẹp, trẻ trung, tạo hình một cô gái trẻ tuổi trung cổ đi chơi lễ hội. Tiếp theo là một sự kiện với bộ trang phục dễ thương mang tên là khủng long tuổi chưa nhú. Chắc hẳn đây là một món quà tuyệt vời mang đến cho mọi người nhân dịp lễ thiếu nhi đây này. Nhưng mà quà này là quà thận, quà máu các bạn nhé. Tổng tổn thất lên tới 1.890 kim cương vào ngày cuối. Tóm tắt thì chúng mình sẽ vào giao diện sự kiện, vượt 5 ải phối đồ. Mỗi ngày sẽ có 5 lượt free cho 5 ải, tổng cộng là 25 lượt free. Mua thêm qua giá là 6 kim cương cho một lượt. Mình sẽ nói chi tiết hơn khi mà sự kiện này nó về bản Việt nhé. Chắc phải đến Tết thiếu nhi năm sau thì chuỗi sự kiện này nó mới về đến bản Việt. Chắc lúc đấy cơ số chị em bỏ cuộc chơi đi lấy chồng rồi. Qua khi lúc đấy mình cũng chả còn làm video cho các bạn xem nữa, mà lúc đấy đang đi sách vữa bôn ba ở phương trời xa xăm nào rồi. Nên là ngay bây giờ chúng mình hãy cùng xem tiếp video và trải nghiệm sự kiện này trước đi nào.